từ lúc nhỏ nhưng mà không có dám làm. Nhưng mà không có đủ can đảm. Lúc nhỏ thì không có tiền. Rồi lớn lên á muốn làm mà không lấy chồng rồi muốn làm mà không dám làm. Biết sợ, không biết là làm có đẹp hay không. Rồi ai cũng nói mình cái mặt mình cũng ưa nhìn rồi làm chi. Nhưng mà thời gian này thì thấy muốn làm cho nó thay đổi gì chứ. Tại bây giờ cái người của mình nhé, mình muốn làm sao? Nhọn nhọn ra, đừng có già chỗ này quá, từ chỗ này nè lại cao lên. Rồi. Mà em không có chịu, em thấy nhầm người gì ghét. Cao quá trên này đúng không? Cái cây dài thọn vậy em nhìn vô em sợ. À cái này là bọc từ trán. Ha. Dạ. À cái đó không đẹp. Không, bác làm sao thấy đẹp á. Thấy là dáng mũi hiện tại của mình như thế nào? Mình cũng đẹp mà không biết nữa nó vô phơm nó sao nó đẹp không? Thấy hiện tại là thấy đẹp chứ không có đau gì hết trơn. Nữa thì muốn làm đẹp lâu lắm rồi, sợ đau với lại á, sợ làm rồi không có đẹp. Mà thấy làm xong thì thấy cũng ok. Bởi vì chị em nào muốn đi làm đẹp thì tới bệnh viện cho cô. Thấy cũng giá cả hợp lý khi mà nhiệt tình. Đến Kang U nâng mũi để xinh đẹp và tự tin hơn.